triển khai ngày vi chất dinh dưỡng để trẻ được uống bổ sung vitamin A đầy đủ và đúng thời gian, đồng thời đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế Ninh Bình đã thay đổi cách thức tổ chức uống vitamin A đợt 1 năm 2021. Theo đó, các trạm y tế xã phường thị trấn và đội ngũ y tế thôn bản chịu trách nhiệm cho trẻ uống vitamin A đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi uống đảm bảo an toàn, đúng liều lượng và đúng kỹ thuật. Đồng thời hướng dẫn đối với trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A gồm trẻ bệnh sởi, tiêu chảy kéo dài, viêm hô hấp cấp, suy dinh dưỡng nặng. Các bà mẹ sau sinh trong vòng 1 tháng bổ sung vitamin A, dừng hoạt động cân, đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Theo kế hoạch, trong đợt 1 uống vitamin A tổ chức trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6, ngành y tế đã cấp gần 57.000 viên nang, phấn đấu đạt 100% số trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi và trên 95% bà mẹ sau sinh trong 1 tháng đầu được uống vitamin A liều cao.